Cảm nhận thôi, không có gì. Nhưng mà cái trường hợp, em có thể không có tiếng, chứ bản thân nào anh nhỉ?
nhẹ, khá là nhẹ. Con này kêu lên được. Quay nhanh đấy. Hai chân một lúc không? Và bạn có ngại khi bạn rớt xuống cái hố này khi bạn thực sự bạn em có thể bước tiến lại. Tôi nghĩ là bạn nên xuống để cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó viền ảo, nó rất là đẹp, có hoa đang đợi bạn hay biết. Nó lên là người chơi phụ bạn rơi khỏi cuộc chơi này. Mang cũng được thôi, là chút xíu nữa lại thì phải chơi thôi. Ok. Anh muốn nói lời chia tay với bạn. Lê Lan thắc mắc là tại sao khi mà không hỏi cho mình không muốn từ như bạn về tính cách của em bạn lại muốn hỏi mang cần chữ L. Dạ, là em biết là hay chia là pha lê đúng không? Dạ. Đó, rất là cái từ gì? Đúng không? Nên là em cần chữ L và đây là ngay từ đầu. Dạ. Và bây giờ thêm một tính từ cho L dành cho chương trình này. Lo xuống. Ai nói bây giờ không nghiệp khung lắm. Yeah. Lạnh lùng. Ok đấy, xong rồi. Lạnh lùng nữa bạn, lạnh lùng. Ba. Lạnh lùng đi. Thì nói em thế thôi, thì đến lượt chị cũng không được. Ba, hai, một, đi.